Phương án đi quân thứ hai của đội hình còn này là pháo 8 tiến 2 tuần hà. Đây là nước cờ mà Nhiếp Thiết Văn dùng đối phó với Kha Thiện Lâm ở giải cá nhân năm 2002. Đen đấm tốt. Đổi lại như đen đi mã 8 tiến 7. Cờ đỏ có thế công. Như đen tốt 3 tiến 1. Đỏ bình xếp bắt pháo. Đổi lại như đỏ đi pháo 8 bình 4. Cờ đen có thể đánh một trận. Như đỏ xe 4 bình 3. Đỏ bình phá sát lộ 4. Nước cờ vừa công vừa thủ. Đen đấm tốt đầu là cờ đen đành bỏ tốt để thông mã. Đỏ lùi pháo. Đổi lại, đỏ thể đi pháo 4 bình 2. Cờ đỏ ưu thế. Như đỏ pháo 4 lùi 2.
Cờ đỏ à, sau hơn 30 nước mới xuất xe cánh trái. Đen tiến xe giữ pháo. Đổi lại như đen tiến xe 6. Cờ đen có thể đánh một trận. Như đen xe 8 tiến 3. Đen chém pháo đầu. Đổi lại, đen đi xe 3 lùi 6. Cờ đỏ ưu thế. Như đen mã 4 tiến 5. Đen ăn tốt, nước cờ dẫn tới thua nhanh. Đổi lại, như đen đi xe 6 bình 2. Cờ đỏ thắng thế. Như đen pháo 2 bình 9. Cờ đỏ bay tượng ngăn xe, nước cờ hay. Cờ đỏ thắng thế. Đen đành bỏ xe ăn tượng. Đổi lại, đen đi xe 6 bình 4. Cờ đỏ thắng thế. Như đen xe 6 bình 3. Đỏ thắng cờ. Mời các bạn xem lại cái nó đi.
Đỏ thắng cờ. Chúc các bạn nghiên cứu thành công bố cục trung pháo qua Hà Sa cấp tiến trung binh, đối bình phong mã bình pháo đổi xe.